nào còn nôn nao nè, háo hức hen chờ đón Giáng sinh. Vậy đó mà chớp mắt một cái qua mất tiêu. Nhìn vẻ mặt này là đoán nha, còn tiếc nuối lắm không? Thôi bớt ủ đủ đi, bởi vì một chút xíu nữa thôi thì Nhật Loan cùng với quý khán giả sẽ được thưởng thức một chút hương Giáng sinh còn sót lại với hàng loạt những câu chuyện về ông già Noel. Thiệt luôn. Thiệt. Ông già Noel tại Maryland thuộc vùng ngoại ô thủ đô Washington đang tạm gác lịch bay cùng tuần lộc và tặng quà Giáng sinh cho trẻ em để góp vui cho một tiết mục khác. Đó là Lướt Sóng. Đây là lần thứ 28 truyền thống này được thực hiện. Tất nhiên, trẻ em được hưởng niềm vui trọn vẹn nhất khi chứng kiến ông già Tuyết với chiếc áo đỏ, bộ râu trắng lướt sóng trong tiết trời giá lạnh. Còn bạn đồng hành với ông, những con tuần lộc thì tỏ ra không quá mặn mà với địa hình vốn không thuộc về nó. Sau khi dạo chơi trên sông nước như thế này, ông già Noel sẽ quay trở lại với công việc quen thuộc là phát quà cho trẻ. Trong khi đó, một ông già Noel khác lại có thú vui ngoài giờ làm việc độc đáo không kém. Thay vì cưỡi tuần lộc, ông trang bị cho mình một bình dưỡng khí và chân dịch để khám phá thế giới biển tại quần đảo Florida Keys thuộc bang Florida của Mỹ. Thật ra, ông già Noel này không phải đến từ vùng Bắc Âu lạnh giá, mà là do một người đàn ông địa phương có tên là Benson Slade đóng vai. Công việc của anh là thợ lặn và do đang trong mùa Giáng sinh nên anh thay đổi trang phục cho phù hợp. Việc làm của anh cũng mang ý nghĩa nhân văn, đó là làm từ thiện. Anh Slade sẽ thu phí đối với những ai muốn chụp hình chung với mình trong môi trường biển, và tất cả số tiền có được sẽ dành cho một quỹ từ thiện vì trẻ em nghèo, để góp phần nào giúp các trường hợp bất hạnh có một mùa Giáng sinh ấm áp. Khi mà nhắc đến ông già Noel thì người ta sẽ nghĩ ngay đến một nhân vật rất là hiền từ rồi giàu lòng vị tha nữa. Và còn là một sứ giả nè, mang đến niềm vui cho biết bao nhiêu là trái tim của trẻ nhỏ trên khắp thế giới. Ngoài việc tham gia các hoạt động giải trí thì trong ngày Giáng sinh, ông già Noel tại nhiều nước trên thế giới cũng không quên là tặng quà cho những em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt. Khoảng 100 ông già bà già Noel diễu hành qua thủ đô Moscow của Nga để cùng quyên góp quà năm mới cho trẻ em đang chống chọi với ung thư. Những người tình nguyện hóa trang thành ông bà già Noel tràn xuống các con đường ở thủ đô Moscow cùng ca hát và nhảy múa để thu hút người qua đường quyên góp quà cho trẻ em ung thư. Hoạt động ý nghĩa này nhằm giúp cho các bệnh nhi ung thư thấy rằng chúng không đơn độc và mọi người luôn ủng hộ và chia sẻ khó khăn cùng các em. Vào tuần tới, những món quà từ thiện này sẽ được chuyển tới tay bệnh nhi ung thư. Ngoài ra, các tình nguyện viên còn dự định tổ chức lễ hội hóa trang dành cho khoảng 150 trẻ em tại khu điều trị ung thư ở Moscow. Trong khi đó, tại Bolivia, hàng ngàn trẻ em nghèo đã tập trung về sân vận động tại thủ đô La Paz để nhận quà Giáng sinh. Đây là sự kiện thường niên do các cơ sở kinh doanh địa phương và nhóm nhân đạo tổ chức. Hơn 25 năm qua, sự kiện phát quà Giáng sinh ý nghĩa này đã mang đến niềm vui cho hàng triệu lượt trẻ em. Ban tổ chức cho biết họ cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy niềm vui của trẻ với những món quà. Dù không phải to lớn gì, nhưng ý nghĩa và giàu tính nhân văn. Nhiều hộ gia đình cho biết đây là dịp duy nhất trong năm con cái họ có được quà tặng, bởi điều kiện kinh tế khó khăn không cho phép họ chi tiền cho việc mua đồ chơi cho con mình. Tôi có 6 đứa con, tôi không đủ tiền để mua đồ chơi cho chúng. Chúng tôi đã ngủ ở đây trước một ngày để chờ nhận quà. Bolivia là một trong những quốc gia kém phát triển nhất khu vực Nam Mỹ. Khi thống kê cho thấy khoảng 20% dân số nước này thuộc diện rất nghèo. Háo hức với không khí Giáng sinh nè, không chỉ có Loan đâu nha. Mà còn có những chú chim cánh cụt nữa phải không? Ủa sao biết vậy? Những chú chim cánh cụt mà Loan và Khánh Long muốn nhắc tới ở đây là thành viên của công viên thủy cung ở Hàn Quốc. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến xứ sở Kim Chi một chuyến để xem là các chú chim cánh cụt ở đây đón Giáng sinh như thế nào. Trong khi đó, các chú chim cánh cụt tại công viên Hải Dương của Hàn Quốc lại có cách chào đón Giáng sinh độc đáo khác, đó là đóng giả ông già Noel.
Tất nhiên là mọi người đều ủng hộ đồng nghiệp ông già Noel đặc biệt này. Giáng sinh được xem là ngày lễ chính tại Hàn Quốc, một trong những quốc gia châu Á có đông người theo đạo Công giáo. Rồi Hàn Quốc thì chúng ta đến Mexico để xem người dân ở nơi đây đón mừng Giáng sinh bằng hoạt động thú vị gì nha. Đã thành truyền thống, lễ hội củ cải được tổ chức hàng năm tại thành phố Oaxaca, Mexico. Năm nay, người dân thành phố này chào đón mùa Giáng sinh với sự kiện mang tên Đêm Củ Cải. Hàng ngàn người đổ về khu vực trước nhà thờ thành phố cùng kỷ niệm nguồn gốc của ngày lễ Giáng sinh với những tác phẩm nghệ thuật bằng củ cải ngộ nghĩnh. Lễ hội củ cải đã trở thành một trong những lễ hội được mong chờ nhất trong năm và là một nét văn hóa truyền thống độc đáo của người Oaxaca. Sự kiện thể hiện rõ những nét đặc sắc trong nghệ thuật dân gian truyền thống và ngành nông nghiệp bản địa Mexico, thu hút không chỉ người dân địa phương mà còn có đông đảo khách du lịch quốc tế. Đây là lễ hội đẹp nhất trong văn hóa của người Oaxaca, trong truyền thống, trong trí tưởng tượng cũng như tinh thần của người dân nơi đây. Lễ hội này thật tuyệt, là nơi bạn nên đến. Chúng tôi yêu lễ hội này. Củ cải, thứ rau quả tưởng chừng như rất đổi bình dân, nhưng qua đôi bàn tay khéo léo và óc sáng tạo của các nghệ nhân đã được chạm khắc thành những tác phẩm nghệ thuật điêu khắc tinh xảo. Đến với lễ hội, người xem sẽ được chiêm ngưỡng nghệ thuật khắc tỉa các củ cải thành những tác phẩm sinh động tái hiện hoạt cảnh trong Kinh Thánh. Việc sử dụng keo dính là không được phép. Chúng tôi cũng không dùng tới dây buộc, bởi những thứ này đều không tự nhiên. Đó là lý do vì sao mà chúng tôi lại sử dụng những chiếc que nhỏ, các loại cây trồng của địa phương để gắn những miếng củ cải với nhau. Mặc dù nguồn gốc của lễ hội củ cải không xác định rõ ràng, nhưng theo lịch sử, khoảng thế kỷ thứ 16, khi những nông dân Nam Mỹ đưa giống củ cải về với châu Lục, thì nó đã nhanh chóng trở thành giống cây thân thuộc với người dân bản địa. Và từ đó, xuất hiện các cuộc thi tạc tượng củ cải. Dần dần, cuộc thi vui nhộn này được mở rộng thành lễ hội quy mô lớn, đầy màu sắc. Rồi, bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhanh lên đến Kenya để tận mắt xem là chú dê có khuôn mặt giống người. Chú dê có khuôn mặt giống người. Đúng là rồi. Sao Long? À, Long thì cũng vẫn chưa có rõ nữa. Nhưng mà thôi, hãy cùng khám phá nha. It is an incident that not only delivery, but when the time came, the goat needed a helping hand. It was then that it became clear that the newborn kid was abnormal. It had a human-like face, back, and even the tongue. And being at the coast, the owners first thought that the creature was a bad omen and they opted to bury it alive. Not for long though, because some enterprising youth exhumed it, hoping to make a quick buck from curious residents. Giáng sinh vừa qua tức là năm mới sắp tới. Rồi, tiếp tục náo nức nữa không? Nghiêm túc chứ bộ. Tức là năm mới là dịp mà chúng ta nhìn nhận lại xem những việc mà mình đã làm hay là chưa làm trong một năm rồi. À, đúng rồi. Sao? Long nhớ là còn một đoạn clip tổng hợp nữa. Đây là một đoạn clip tổng hợp những sự kiện thế giới trong năm 2013 được tạo bằng phần mềm của chip sắt khá vui nhộn. Đây cũng là lời chào tạm biệt của chương trình. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Mới đây, trang web chuyên về các clip hài hước Chip Zap đã đưa lên mạng một clip tổng kết các sự kiện bê bối trong năm 2013 ở Mỹ. Clip châm biếm ấn tượng với hàng loạt hình ảnh hoạt hình hài hước sống động đã đề cập đến nhiều vấn đề chính trị, văn hóa, xã hội ở Mỹ. Trong đó phải kể đến vụ tiết lộ bí mật tình báo Mỹ, những rắc rối với trang web chăm sóc sức khỏe do Tổng thống Obama triển khai, tranh cãi xung quanh màn biểu diễn của Miley Cyrus tại lễ trao giải MTV Video Music Awards. Zipzak.com đã trở thành trang web nổi tiếng với nhiều video hài hước. Trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi năm 2004, Zipzak đã phát hành hình ảnh động mô tả ông George Bush, Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ, và ứng cử viên Tổng thống John Kerry thể hiện bài hát dân gian Mỹ, dùng đất này là đất của bạn.
What's the holdup? I'm a TV actor. I'm a rock star. I transformed a nation. Show off. Blockbuster back in Grand Theft Auto and the Fox and... Go! Sluts and typhoons and twisters. They fill us all with dread and